Chúng tôi đã thấy những giọt nước mắt đã rơi. Ngay giờ phút này ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình được không ạ? 일단은 지금 여러분께 하실 말씀 있으신가요? 소감. 누구나 감사합니다. 제가 베테랑 국민들께 이렇게 상을 받을 줄은 정말 몰랐습니다. 정말 감사합니다. Tôi thành thật cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tôi thật sự thì tôi không ngờ là tôi có thể nhận được sự yêu thương từ cả dân Việt Nam. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, thưa ông, tất cả khán giả và người hâm mộ bóng đá của Việt Nam, cứ mỗi lần đội tuyển Việt Nam của chúng ta, đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta ra sân và quốc ca của Việt Nam vang lên thì chúng tôi lại thấy ông đặt tay lên ngực của mình. Lúc đó ông suy nghĩ gì ạ? Lúc đó thì thật sự là cái cảm xúc của tôi á, tôi lo lắng về tại vì tôi với các cầu thủ đã chuẩn bị rất là nhiều cho trận đấu, cho nên tôi rất là lo lắng và cũng rất là hồi hộp. Vậy để nói một điều về những chàng trai U23 Việt Nam của mình thì ông sẽ nói điều gì? Tôi chỉ là người huấn luyện viên, nhưng mà các cầu thủ cũng theo tôi rất là tốt và thực sự thì tôi không ngờ là tôi có thể nhận được sự yêu thương từ người Việt Nam rất là nhiều như vậy. Sau này tôi về đội, tôi sẽ không có tự cao, tôi sẽ nỗ lực gấp đôi và sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình. Vâng, rất tuyệt vời các bạn. Một người rất là kiệm lời như Thiên Vũ thấy, nhưng những gì ông làm được quả thật là đáng tự hào, đúng không quý vị? Một lần nữa, chúng ta hãy cùng nhau một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo. Vâng, xin được cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn thông dịch viên ca sĩ Harry Won. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Vâng, xin mời Harry Won vẫn tiếp tục nán lại sân khấu. Harry Won ơi. Vâng, xin mời ông cùng trở lại vị trí ạ. Harry Won ơi, xin mời bạn cùng nán lại tiếp tục nhiệm vụ của mình, tại vì các ban huấn luyện của chúng ta vẫn còn những người Hàn Quốc nữa ạ. Dạ vâng. Hôm nay hơi nặng nề hơn, có vẻ là khó khăn hơn khi mà làm ca sĩ đúng không ạ? Vâng, thật sự thì nó khó khăn hơn, nhưng mà cái cảm giác của em cảm thấy rất là vinh dự khi em có thể đứng ở đây và em có thể nói chuyện với các cầu thủ Việt Nam và cả Hàn Quốc. Cảm ơn Harry Won rất nhiều. Và như chúng tôi cũng đã nói quý vị, không chỉ có một mình huấn luyện viên Park Hang-seo đâu ạ. Ban huấn luyện chúng ta vẫn còn rất nhiều những thành viên. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu các thành viên của ban huấn luyện. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu trợ lý huấn luyện viên Lư Đình Tuấn. Xin mời bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy. Xin mời trợ lý huấn luyện viên Lee Yong-jin. Và xin mời chuyên gia thể lực Bae Ji-won sẽ cùng tiến lên sân khấu. Dạ vâng, và đầu tiên thì cho phép Thiên Vũ xin được đặt câu hỏi cho huấn luyện viên Lư Đình Tuấn ạ. Chắc khán giả hâm mộ của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta không ai mà không biết đến huấn luyện viên Lư Đình Tuấn, một thời lừng danh trong màu áo cảng Sài Gòn của thành phố Hồ Chí Minh đúng không quý vị? Và bây giờ anh Lư Đình Tuấn ơi, là một người phải nói là đã có rất rất nhiều năm gắn bó với câu lạc bộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh cũng như là sát cánh với đội tuyển U23 Việt Nam, thì anh cảm nhận như thế nào về thành công hiện nay của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam ạ? Thực sự thì khi chúng tôi đang ở Trung Quốc thì sau khi thi đấu xong nhìn lại những hình ảnh của dân tộc Việt Nam mình đổ ra đường ăn mừng chiến thắng thì tất cả ban huấn luyện cũng như toàn thể tập thể đội U23 chúng tôi rất xúc động và có những lúc chúng tôi rất nước mắt và rất là tự hào về những đóng góp nhỏ bé của chúng tôi mà đã làm nên kỳ tích và đã mang được niềm vui cho cả dân tộc Việt Nam. Thì không biết gì hơn thì thật sự thì chúng tôi rất là hạnh phúc và hôm nay cũng như đứng trên sân khấu này trước tất cả dân thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cùng tất cả các cơ quan ban ngành đã đứng ra tổ chức buổi giao lưu của U3, đội toàn thể đội U3 hôm nay đã có mặt đây để được khán giả thành phố Hồ Chí Minh giao lưu và chúc mừng chiến công, chia sẻ chiến công cùng với đội U3. Xin được cảm ơn huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn. Dạ quý vị ơi, và bây giờ đứng kế Việt Anh đó chính là bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy, có thể nói là một người không thể thiếu trong đội tuyển U23 Việt Nam. Anh Thủy ơi, chúng tôi được biết là có thể nói công việc của anh rất là nặng nề, một ngày phải làm việc liên tục 16 tiếng đồng hồ, và những khi mà không chỉ là chăm sóc cho cầu thủ khi chấn thương hoặc là có một cái chuyện gì đó ở trên sân cỏ, mà khi lúc về anh còn phải thực hiện những cái phương pháp để hồi phục cơ thể của các cầu thủ như là xoa bóp, và thường xuyên làm việc cho đến đêm và chuẩn bị mọi thứ thuốc thang cho đến 2-3 giờ sáng ngày hôm sau. Vậy thì thực sự cho vị anh hỏi, và vị anh nghĩ rằng đây cũng là thắc mắc của khán giả, là lúc đó trong lòng anh suy nghĩ một điều gì để khiến anh luôn tiếp tục để làm một công việc thầm lặng như thế? Lời đầu tiên tôi xin phép gửi lời chúc sức khỏe cũng như lời chào đến toàn thể các vị lãnh đạo, các vị khách quý và toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tôi xin phép được trả lời câu hỏi thì tôi nghĩ rất đơn giản thôi. Thứ nhất là đấy là cái công việc của mình. Thứ hai là tôi đã thực sự rất là may mắn được phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Và thực sự tôi luôn luôn là muốn cố gắng để làm tốt nhất công việc của mình có thể, trong tất cả những để làm sao mà mang lại sức khỏe tốt nhất cho vận động viên, như vậy thôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đồng Thủy. Còn bây giờ thì xin được hỏi huấn luyện viên Lee Yong Jin ạ. Ông là trợ lý huấn luyện viên của ông Park Hang Seo. Dạ vâng ạ, xin được hỏi ông Lee là khi ông Park đề nghị ông sang Việt Nam để giúp mình thì ông có nhận lời ngay hay không? Và khi đó thì ông có nghĩ là ông Park và mình sẽ đạt được một cái thành công tuyệt vời như ngày hôm nay không ạ? Tôi yêu một cái sân, yêu thương một cái bộ, thế chuẩn bị nên 열심히 했고, 준비하는 과정에 선수들이 열심히 잘 따라와 줬고, 힘든 훈련 잘 따라와 준 것만큼 좋은 결과 나와서 선수들한테 고생했고 수고했다고 꼭 전해주고 싶고, 또 많은 응원과 성원 보내주신 거에 대해서 감사하다는 말씀 꼭 전하고 싶어요. 뭐 그냥 감독님하고 한번 뭐 도전해 보자라는 어떤 그런 말에 오케이 오게 됐어요. Lúc đầu thì tôi nhận được đề nghị từ ông Bắc, thì thực sự thì lúc đó cái cảm giác của tôi cũng không có biết phải nói sao, nhưng mà tôi đã từng làm việc chung với ông Bắc, và tôi với ông Bắc nghĩ là thôi đây giống như là thử thách của chúng mình, và chúng ta có thể cứ làm thử đi. Và tôi đã đến Việt Nam, và sau khi đến Việt Nam thì tôi nhận được sự thành công như vậy thì thực sự là tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là chúng tôi có thể làm được những cái thành quả tốt như vậy. Và thực sự là những cái thời gian chuẩn bị cho thi đấu rất là cực khổ, mà các cầu thủ rất là nghe lời chúng tôi, rất là nỗ lực, và rất là cái huấn luyện đó rất là cực khổ, nhưng mà họ đã vượt qua được hết và nhận được sự kết quả rất là tốt. Cho nên tôi cũng muốn gửi lời cho các bạn là các bạn đã cố gắng hết sức rồi. Tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều, và cảm ơn các bạn khán giả Việt Nam đã cổ vũ chúng tôi và đã yêu chúng tôi rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn huấn luyện viên Lee Yong Jin. Và một câu hỏi dành cho chuyên gia thể lực Beji Won. Thưa ông, có thể nói là những trận đấu vừa qua của U23 Việt Nam, trong đó có 3 trận đấu liên tiếp kéo dài đến 120 phút, và các cầu thủ của chúng ta chơi vô cùng quyết liệt và không hề thể hiện sự mệt mỏi. Vậy thì bí quyết làm như thế nào mà thể lực của các cầu thủ tăng như vậy ? Và ông có thể chia sẻ là ông đã góp công như thế nào vào thành công chung của đội tuyển U23 Việt Nam, và đặc biệt là vấn đề thể lực ?
세 번이나 이제 대회를 했는데 그 대회에서 시합을 할 때마다 120분이라는 소요 시간 있잖아요. 이제 매우 힘들 텐데 그 선수들의 체력을 어떻게 올리셨는지 비결을. 그거는 제가 그건 제가 어떻게 올린 게 아니라 우리 감독님하고 우리 이 코치님하고 큰 틀에서 프레임에서 나는 작은 부분을 열심히 담당했던 것 뿐이고 또 선수들이 그만큼 또 열심히 잘해준 그 덕택이 커요. 덕라디컴팔라여또깨우게될것같고 đây có những cái sự nỗ lực của những người huấn luyện viên, nó có một cái khuôn và tôi chỉ là đảm bảo một cái bộ phận mà thôi, mà do là các cầu thủ rất là cố gắng vượt qua được những cái huấn luyện đó và có cái thành quả như thế này chứ không phải là do tôi. Nhưng chúng ta không thể phủ nhận một điều là các thành viên ban huấn luyện chúng ta đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, phải không ạ? Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ban huấn luyện, bác sĩ và ekip hậu cần đã đồng hành và góp phần thành công vào đội tuyển U23 Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy cùng dành ít phút nghỉ giải lao. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình để theo dõi một đoạn phóng sự sau.